khó chịu quá đi ấy. Anh là không chấm được. Chỉ vì mỗi một đôi giày em thấy anh khó chịu từ Sài Gòn. Từ từ nào, dừng lại, dừng lại. Đi thay hộ đôi giày hoa hồng đi cái. Cái đôi giày nó phá đi toàn bộ. Cái sự lựa chọn của em là sự lựa chọn ra về. Anh loại bao nhiêu thí sinh ở trong kia cũng chỉ vì đôi giày. Sao ngày hôm qua anh không nói em? Anh không thích cái đôi giày kia lắm. Để biết ngay mà. Cháy lên nào. Cúi cằm xuống tí nào. Nhìn thấy môi là bị đi về đấy. Đó, thấy không? Đang chú ý vào cái đôi chân. Và cái đôi chân á, lại bị cắt ngang ở cái cổ chân bởi một cái đường lấp lánh. Nó phá toàn bộ cái hình thể đi. Khó chịu quá đi ấy. Nhìn khó chịu lắm ấy. Rồi đôi chân bên này đây. May ghê, hôm qua em đi đôi giày màu vàng của em mà không bị anh ấy ý kiến. Không, no. Totally different. Em nhìn nó đỡ hơn hẳn, tự nhiên có cái đường cắt ấy, nhìn nó khó chịu lắm. Xong ở dưới lại còn xòe ra cơ. Chiều cao ấy, trời cho. Thế mà tự nhiên cắt nó đi, anh luôn luôn rất là tức. Bởi vì anh ước mơ có được một cặp chân như thế mà không bao giờ anh có. Mà tại sao khi có thì lại để hoang phí như vậy? Anh là không chấm rồi đấy. Còn tùy các vị huấn luyện viên ạ. Chỉ vì mỗi một đôi giày em thấy anh khó chịu từ Sài Gòn. Anh loại bao nhiêu thí sinh ở trong kia cũng chỉ vì đôi giày. Thật nhá, bây giờ tôi đố mình đi đôi giày này mà đứng thử như thế này xem nào. Đứng được như thế này tôi chết liền. Sao ngày hôm qua anh không nói em? À không, em thì khác, anh đâu anh dạy. Đố em, đố em gì? Em không thích nhất cái việc rằng là bạn không tin vào bản thân mình. Người ta nói cái gì phát là cứ đùng ngà lung lay như vậy, làm sao mà sống trong showbiz được. Đổi năm dáng nào. Xoay. Rồi không biết kiểm soát tay luôn. Em nghĩ là em đã có quyết định. Là vốt cả cặp đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với quyết định của các vị huấn luyện viên. Là quyết định cuối cùng đúng không ạ? Cũng hơi tiếc cho các bạn anh ạ. Xin mời các bạn bỏ mũ và kính trước mắt các bạn là quyết định của các vị huấn luyện viên. Và đây là quyết định cuối cùng ạ.